cuộc sống mình chưa lo nổi đi chọc người khác làm cái gì. Hôm qua mình không để ý đâu, nhưng mà mình thấy cái nick quen quen ấy. Hôm qua mình thấy trong live của Sarah, bạn này cũng vào nói bày rất là nhiều. Chơi bình thường anh em mình chụp gì đâu mà. Để mà nói dư luận, anh em mình đầy dư luận, thêm một bàn nữa thì cũng không đến đâu đâu. Hôm nay đưa học trò đi thi đấu ở thủ đô, học trò nam. Học trò phải đánh thắng nha, đừng để thua, học trò thua là thôi đấy, chết thay đấy. Ông anh mà cả sơ mi không phải đâu, ở bên này nha các bạn. Em mình ở trên thủ đô, chuyên làm bên dịch vụ đưa đón hàng hóa ấy. Ở sân bay, làm dịch vụ ở sân bay mọi người. Đúng rồi, mấy anh em đánh chặt lẻ. Cặp đông với thắng đánh thì với không thua đấy, đây thua phát này là xong đấy. À giờ càng xem ok rồi, mình lại mình đấy, cũng giờ đánh hay đấy. Đợt Quý Anh sang đấy là ông em này chạy vào trong hải quán ấy, lấy đồ ra cho Quý Anh, mình nhờ vào lấy đồ ra. Chứ ông em này ở bên này lâu rồi mà. Cắt đường đấy sao ăn được? Cắt sang bên lỗ này này. Cắt sang lỗ này này. Cắt đấy bông rồi cắt ngược ăn sao được. Đúng rồi, hôm đấy đi cùng Quý Anh từ trong hải quán ra mọi người nhá. Mình có trong video của anh em mình ấy. Anh chưa cảnh ơi. Anh ở trên thủ đô mấy ngày có việc. Ở trên thủ đô mấy ngày có việc. Đưa học trò đi đánh giải có được gì không? Đây tí là thầy kéo mấy anh em Việt Nam bên kia, mấy em Việt Nam bên này nè. Có cái bàn này lúc này vừa gà mình nè, nhưng mà mình chưa nhận lời nè. Đấy, có cái bàn của anh em Việt Nam. Tí nữa cho anh em này chơi xong. Ai thắng rồi? Xong rồi à? Một đều à? Ua, sao đánh kiểu gì mà bài lẻ con năm Nguyễn đến ban đây? Học trò chán này, đưa học trò đi thi đấu thế thì thôi toang rồi. Ban này cũng chạy cũng được mà băng cũng không cần phải phun lực đâu. Cái này đi giải trí cho vui chứ còn bắn mấy bàn này không bắn được. Đúng rồi, bàn này khoái nhất, bàn này bằng gỗ mà. Cái mặt này bằng gỗ mà. À, khoái lắm. Bắn mạnh thế. Bia bắn nhẹ nhẹ thôi. Chưa, anh em mình chưa về bản, anh em mình 3 ngày nữa mới về nhá. Vừa
vừa con ở nhà đâu thấy cảnh này. Vừa con ở nhà thì cũng đi chơi bình thường nhưng có vấn đề gì đâu. Anh em giải trí mà. Làm thì làm chứ mà phải giải trí, vẫn phải giải trí chứ. Nhu cầu riêng từng người. Đây tuyển thủ chuẩn bị bắn này. Ây giời. Kém quá. Đúng rồi. Học rồi thì đấu chán lắm. Ngay cửa lỗ bắn hụt. Bắn trượt. Chắc là thua rồi, chắc là Khánh với Nam thua rồi. Đấy nghĩ rồi. Để đợi xong để mình vào bắn. Mình cũng làm một cặp vào mình chơi chứ. Không được. Học trò Nam này phải đứng ra chỉ cho thì để từ đánh vẫn chết được. Chết lắm. Bạn này kiến pháp con phải học lại từ đầu. Đánh ở trên thủ đô Huy Chiến à. Đúng rồi, phải cho biển lớn, ra biển lớn đi va chạm mới có kinh nghiệm được. Cho đội này đánh xong cái kèo này, cái này mình vào thử. Ui giời. Đánh kìa. Mình còn ở luôn Nam Music nha, còn ở luôn Nam. Khiếp. Đấy, thắng bắn được này. Bạn ở trên thủ đô mọi người. Mình chưa diều ăn ơi, mình có về đâu. Ai da, không chết được.